con thì đặc cũng không phải là người miền Tây, nhưng mà điều là nói chung là nó có những cái đó là cô đã được ở đây còn cô hôm nay cô rất là thích khi mà cô bị hút quà lỏng, có khi mình mua chợ truyền thống thì có 37.500 để quá con hả? Đúng. Làm đi, cứ làm đi. Ông vừa qua ông mới gửi lên nhà anh hai thùng, còn 40 kg. Gì? Cái gì? Cho hết rồi. Cùng với sự hiện diện của các cơ quan báo chí truyền thông,
cũng như là tất cả những khách hàng, chúng ta đã dành thời gian để cùng tham dự. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, giám đốc vận hành hoạt động Cosmos sẽ tiến lên sân khấu để có đôi lời phát biểu khai mạc cho chương trình. Xin chào, kính mời. Cũng như là